những mô hình trước mà các con đã được học. Xác định kiểu câu, bao giờ ta cũng có hai bộ phận, chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ thường đứng trước, vị ngữ thường đứng sau. Nào, chúng mình cùng xác định nhé. Câu kể, ai là gì? Dùng để giới thiệu, bởi vì thường là để giới thiệu. Đôi khi thể hiện sự mạnh mẽ hơn trong ý để giới thiệu, người ta gọi là nêu nhận định. Vậy với kiểu câu ai là gì, ta có hai cách dùng để giới thiệu hoặc dùng để nêu nhận định. Cũng có thể con sử dụng từ khẳng định. Khi con sử dụng về giới thiệu hay khẳng định là cách con đang nêu về một người hoặc một vật nào đó. Ví dụ, cá mập là một loài cá dữ sống ở vùng nước sâu. Có nhiều loại cá mập, mập trắng, mập múa, mập voi, mập bò, mập vây đen. Cá mập là mối nguy hiểm chết người đối với những người thợ lặn. Ta có thể dễ dàng nhận ra có hai câu. Ai là gì? Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai. Ở câu thứ nhất, cá mập là một loài cá dữ sống ở vùng nước sâu. Trong câu nói đến con gì? Trong câu nói đến cá mập. Cá mập là gì? Cá mập là một loài cá dữ sống ở vùng nước sâu. Tương tự như vậy, con có thể xác định được chủ ngữ, vị ngữ ở câu thứ hai. Bây giờ, mình cùng tìm hiểu câu thứ nhất. Là một loài cá dữ sống ở vùng nước sâu. Đây là câu ai là gì và dùng để giới thiệu. Giới thiệu về đặc điểm, giới thiệu về vị trí sống của cá mập. Câu thứ hai cũng là câu ai là gì, nhưng lại khẳng định rất rõ nét là mối nguy hiểm chết người đối với những người thợ lặn. Vì thế, nó đưa ra giá trị mạnh hơn so với câu thứ nhất. Vậy, câu ai là gì thứ hai để nêu ý kiến nhận định.